Tiểu sử Hồng Nhung, người vợ thứ hai nhan sắc cực phẩm của MC Anh Tuấn. Anh Tuấn được nhớ tới là một MC, biên tập viên âm nhạc điển trai, đa tài với lối dẫn trẻ trung, hóm hình được rất nhiều người yêu thích. Người hâm mộ nhớ tới anh với những chương trình quen thuộc như Trò Chơi Âm Nhạc, Bài Hát Việt, MTV, Quán Thanh Xuân, và rất nhiều chương trình lớn nhỏ như Hoa Hậu Việt Nam, Đêm Giao Thừa. Không chỉ thành công trong một sự nghiệp, nam MC còn khiến nhiều người ngưỡng mộ khi có một hậu phương vững chắc, trong suốt nhiều năm qua bên bà xã Lý Hồng Nhung. Mới đây nhất trong dịp sinh nhật tuổi 46 của nam MC, sự xuất hiện của bà xã anh tiếp tục khiến người hâm mộ chú ý. Mới đây, MC Anh Tuấn gây chú ý khi đăng tải bức ảnh bên bà xã Lý Hồng Nhung trong ngày cưới cách đây 8 năm trước. Đi kèm với bức ảnh này, nam MC nhắn nhủ bà xã kém 14 tuổi rằng chúc mừng kỷ niệm 8 năm và nhiều hơn nữa. Ngay sau khi đăng tải, hình ảnh của vợ chồng MC Anh Tuấn thu hút sự quan tâm của bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ. Ngoài những lời chúc mừng hạnh phúc cặp đôi từ nghệ sĩ Chí Trung, siêu mẫu Xuân Lan, ca sĩ Bằng Kiều, Đoàn Trang, Hoàng Bách, diễn viên Kim Oanh, nhiều fan khen ngợi nhan sắc xinh đẹp của bà xã MC Anh Tuấn. Không ít hình ảnh của chị Lý Hồng Nhung khi tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2008 bất ngờ được dân mạng tìm lại. Vợ kém 14 tuổi của MC Tuấn Anh là ai? Lý Hồng Nhung, sinh năm 1988 mang trong mình hai dòng máu Pháp Việt. Được biết, bà xã MC Anh Tuấn từng theo học ở trường Đại học Sân khấu Điện ảnh. Sở hữu gương mặt đẹp, làn da trắng và nụ cười duyên dáng, Hồng Nhung từng gây chú ý khi dự thi Hoa hậu Việt Nam 2008. Ngoài nhan sắc nổi bật, Lý Hồng Nhung còn được đánh giá cao bởi sự tự tin khi trình diễn trước đám đông. Nhiều người hâm mộ phát hiện ra MC Anh Tuấn đảm nhận vai trò dẫn dắt chương trình trong khi bà xã là thí sinh của cuộc thi sắc đẹp uy tín này. Sau khi về chung một nhà, Hồng Nhung lo phát triển việc kinh doanh, làm hậu phương vững chắc cho chồng, trong suốt 8 năm chung sống, hiện tại cả hai đang có một tổ ấm hạnh phúc. Trước khi dịch xảy ra, nam MC và bà xã thường xuyên check-in ở những điểm du lịch trong và ngoài nước, dành cho nhau nhiều lời ngọt ngào trên trang cá nhân vào những dịp kỷ niệm. Dù chưa có con chung nhưng hiện tại gia đình nam MC vẫn rất hòa thuận và hạnh phúc. Được biết, trong lễ cưới của anh cùng Lý Hồng Nhung, cũng có sự góp mặt và chúc phúc của hai con riêng nam MC. Nhờ sự chu đáo của nam MC và cách cư xử khéo léo của vợ trẻ, nên giữa các thành viên dường như không có khoảng cách, hay bất kỳ định kiến nào về mẹ kế con chồng. Hiện người hâm mộ vẫn đang ngóng chờ tin vui từ cặp đôi. Nói về vợ mình, anh chia sẻ rằng Hồng Nhung đã cho anh được cuộc sống bình yên đúng nghĩa sau những bão giông cuộc đời mà anh đã phải trải qua. Từ khi quen biết Hồng Nhung, anh cảm thấy bản thân mình có thêm trách nhiệm của một người ông, người chồng, người cha. Tôi thấy mình là người đàn ông có chút không may trong chuyện tình cảm. Nhưng cái không may đó lại giúp tôi có được niềm hạnh phúc nhất định. Không chỉ gia đình nhỏ của mình, cả gia đình lớn của tôi hiện cũng đang rất hạnh phúc. Tôi nghĩ mình cần một người phụ nữ hiểu tôi, đi bên cạnh tôi, biết nói chuyện với tôi và có thể thông cảm cho công việc của tôi hơn là một người phụ nữ xinh đẹp, chỉ biết đến mua sắm. Và tôi rất tự hào vì có một người vợ như vậy, anh tâm sự. Được biết, vợ hai của nam MC, Lý Hồng Nhung là con lai, mang trong mình hai dòng máu Việt, Pháp. Chính vì vậy, nhan sắc của Hồng Nhung khá ấn tượng nhờ vẻ lai Tây. Là một cựu sinh viên của trường Đại học Sân khấu Điện ảnh, tuy nhiên sau khi kết hôn, bà xã nam MC quyết định từ bỏ con đường nghệ thuật để chăm lo cho tổ ấm. Năm 2008, Hồng Nhung là gương mặt đại diện của trường tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Sở hữu chiều cao 1m66, gương mặt xinh đẹp cùng sự tự tin, Hồng Nhung là một trong ba cái tên được kỳ vọng là có khả năng chạm vào chiếc vương miện tại cuộc thi. Tuy không may mắn không mỉm cười với cô, nhưng người đẹp đã để lại nhiều ấn tượng trong lòng người hâm mộ. Được biết, tại cuộc thi này, MC Anh Tuấn nhận lời mời dẫn chương trình nên cả hai đã có cơ hội gặp gỡ và quen biết nhau. Tuy nhiên, sau đó cả hai vẫn rất kín tiếng cho tới khi kết hôn. Qua bao năm, nhan sắc của vợ hai nam MC vẫn được khen xinh đẹp, trẻ trung, thậm chí còn lên hương, hơn cả lúc mới kết hôn. Hơn 20 năm gắn bó với nghề MC, anh Tuấn luôn chiếm được tình cảm khán giả bởi lối dẫn trẻ trung và chuyên nghiệp. Thoải mái chia sẻ về công việc, cởi mở với đồng nghiệp song MC họ Vũ lại hiếm hoi tiết lộ về đời tư, đặc biệt là chuyện gia đình. Trong một lần trò chuyện với báo chí khi được nhận xét là người đàn ông giấu vợ kỹ nhất, cựu MC Trò Chơi Âm Nhạc thẳng thắn, tại sao mọi người không nghĩ, bản thân vợ tôi không thích xuất hiện. Tôi tôn trọng điều ấy, mọi người không hiểu là vợ của những người của công chúng sẽ có sức ép thế nào đâu. Vì thế cần phải hiểu và thông cảm cho họ. Tôi tự xác định cuộc sống của mình đâu là giá trị thật, đâu là cái cho mình vui. Tôi thấy vật chất không quá quan trọng. Hãy để mọi người biết tôi như một người trân trọng tình cảm, làm hết sức với đam mê. Cuộc sống hôn nhân của nam MC Anh Tuấn có thể được xem là một cuộc sống mơ ước của nhiều người. Bởi thật khó để cả vợ và con riêng có thể chung sống hạnh phúc, êm ấm với nhau như gia đình của nam MC.
Hy vọng trong một tương lai không xa, người hâm mộ có thể đón nhận được tin vui của cả hai về sự xuất hiện của một thiên thần nhỏ. Nói thêm một chút về tiểu sử MC Anh Tuấn cho những ai chưa rõ nhé. MC Anh Tuấn chẳng phải gương mặt xa lạ với người xem truyền hình Việt Nam. Những chương trình hát nhất trên sóng quốc gia đều có sự góp mặt của nam MC. Quen thuộc như thế nhưng tiểu sử hay sự nghiệp của nam MC đình đám không phải điều mà ai cũng rõ. Vậy MC Anh Tuấn là ai? Những dấu mốc sự nghiệp nổi bật của nam MC bạn có biết? MC Anh Tuấn là một trong những gương mặt nổi bật của đài truyền hình Việt Nam. Nam MC thường cầm trịch trong nhiều show giải trí trên VTV và được đông đảo khán giả biết đến. Hiện nay, nam MC đã lui về hậu trường, ít xuất hiện trên kênh truyền hình nhưng sức hút và độ nổi tiếng theo năm tháng vẫn không thể thuyên giảm. Anh Tuấn gắn liền với những thành công từ khi mới chập chững vào nghề dẫn chương trình truyền hình cho tới khi được khán giả nhớ tới nhiều hơn trong các loạt game show nổi tiếng hát nhất vào khung giờ vàng như trò chơi âm nhạc hay các sự kiện lễ trao giải lớn trong năm. Hình ảnh một chàng trai với vẻ ngoài phong độ, chững chạc, hiền lành, cách dẫn dắt nói chuyện điềm đạm tự nhiên cùng vốn tiếng Anh khá là trôi chảy, khả năng xử lý sự cố tình huống nhanh nhạy trong mọi trường hợp, tất cả các yếu tố và điểm mạnh ấy đều hội tụ đầy đủ trong con người đa tài của Vũ Anh Tuấn. MC Anh Tuấn, sinh năm 1974 là một MC trẻ trung và tài năng trong các chương trình của đài truyền hình Việt Nam. MC Anh Tuấn, tên thật là Vũ Anh Tuấn, sinh năm 1974, tại Hà Nội. Anh Tuấn được biết đến là một MC trẻ trung và tài năng trong các chương trình của đài truyền hình Việt Nam. Bên cạnh vai trò là MC thì chàng trai này còn nổi tiếng với độ đào hoa của mình khi sánh đôi với những ca sĩ, diễn viên đình đám. Anh sinh ra trong một gia đình gốc Hà Nội, nhiều thế hệ sống chung ở phố Hàng Cân. Bố của biên tập viên Anh Tuấn là giáo sư âm nhạc nổi tiếng, nguyên phó giám đốc nhạc viện Hà Nội Vũ Hướng. Mẹ anh từng tốt nghiệp trường y xong vì muốn dành nhiều thời gian chăm lo cho gia đình, bà chọn một công việc khác. Anh Tuấn cũng được học đàn piano, cello từ nhỏ. Vì thế, anh là biên tập viên âm nhạc có kiến thức nền tảng rất vững chắc.